Trời đất ơi, hello mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với video của Yến. Như cái phần caption Yến có ghi á, thì hôm nay tụi mình sẽ nói về việc Ok. Rồi tụi mình sẽ nói về việc kể chuyện. Yến nghĩ là chắc là rất là nhiều bạn thắc mắc về việc là tại sao Yến chọn công việc kinh doanh thay vì đi dạy, làm giáo? Tại sao Yến tốt nghiệp sư phạm ngữ văn mà lại làm kinh doanh? Cơ duyên nào đã đẩy Yến tới đây? Cơ duyên nào đã cho Yến công việc hiện tại? Và những cái khó khăn mà Yến gặp phải trong cái lúc làm cái công việc này. Hôm nay sẽ là cái câu chuyện phần 3 và là phần cuối luôn. Đầu tiên thì xin lỗi những cái bạn xem livestream là tại vì Yến đang đặt một cái máy quay ở đây để quay lại và sau đó sẽ up lên YouTube. Cho nên là hơi cực các bạn một chút xíu nếu mà Yến có quay lại. Và xin lỗi các bạn trên YouTube tại vì Yến không thể nào ngồi nhìn máy quay và nói được. Tại vì Yến cảm thấy nó bị đơ khi mà mình nói chuyện một mình. À không, ý là ok, nói chung là Yến cần nói chuyện khi mà có người xem cảm thấy thích vui hơn. Cho nên là sorry mọi người nếu mà Yến có hay nhìn qua đây và ít nhìn qua đây nha. Ok. Lần trước thì trên livestream Facebook thì Yến có kể cho mọi người nghe là về những thứ mà Yến đã trải qua về quá khứ á. Nó gồm hai phần là phần 1, phần 2. Thì Yến đã kể rồi. Nếu mà bạn chưa xem thì bạn có thể lên trên YouTube của Yến tên là Thiều Thanh Yến để xem lại. Và hôm nay thì tụi mình sẽ nói về phần 3, phần lập nghiệp. Đầu tiên nói về lý do tại sao Yến làm cái series kể chuyện này. Nó tên là Yến kể chuyện đời Yến, Yến kể chuyện tuổi thơ. Tại sao Yến làm cái series này? Tại vì Yến biết là cái độ tuổi mà từ 18 tới độ tuổi 23 là cái độ 25 luôn á, là cái độ tuổi mà các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc đời, từ việc gia đình, từ việc học tập. Khoan, Yến bật nhạc cho nó feeling. Không, tại vì Yến lỡ mang lap qua đây nên Yến muốn bật thôi. Tại vì Yến biết á, là cái độ tuổi từ 18 tới 25 á, là cái độ tuổi mình gặp rất là nhiều khó khăn, từ gia đình, từ cuộc sống, từ học tập, từ việc lựa chọn nghề, cho đến rất là nhiều thứ nó sẽ xảy ra. Và nếu mà mình không control được mọi thứ thì mình sẽ rất là tuyệt vọng. Yến chỉ muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của Yến, để sau khi mọi người nghe xong câu chuyện của Yến thì mọi người sẽ có động lực nhiều hơn cho cuộc sống của mọi người. Yến rất là hay hỏi Yến là Yến tồn tại ở trái đất này để làm gì. Trong những lý do mà Yến tìm thấy Yến tồn tại ở đây á, thì Yến thấy lý do lớn nhất mà Yến muốn có là chia sẻ. Yến rất là hy vọng mình có thể chia sẻ với mọi người tất cả mọi thứ. Tất nhiên là Yến không giàu có để có thể chia sẻ tiền bạc với mọi người. Nhưng mà Yến hy vọng là Yến đủ tình cảm để có thể chia sẻ những cái buồn vui của mọi người, cũng giống như là giúp cho mọi người có thể vượt qua những cái bế tắc sau khi nghe câu chuyện của Yến. Mình rất không hy vọng là mọi người sẽ gọi là tiêu cực về câu chuyện của mình. Yến cũng không hy vọng điều đó đâu. Nhưng mà nếu mà trong cái quá trình kể Yến có vấn đề gì đó mà nó hơi bị xúc động thì xin mọi người bỏ qua. Tại vì hầu như lần nào Yến kể Yến cũng sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình. Ok. Yến kể cho bạn nghe về cái con đường học của Yến. Thì Yến tốt nghiệp lớp 12. Xong thì Yến sẽ thi năm đầu tiên Yến không thi ngành nào hết ngoài sân khấu điện ảnh, là trường đại học sân khấu ở bên Cống Quỳnh bây giờ đó. Thật ra hồi đó nhà Yến không có tiền đâu. Thật ra hồi đó là nhà Yến không hề có tiền để có thể đi xin sân khấu. Hồi đó Yến không như mấy bạn là đi thi được cha mẹ đưa rước đâu. Yến không có tiền đi thi. Lúc mà thi xong thì mình phải dừng lại để xin tiền một cái bác ngay trạm xe buýt để đi về. Rồi nói về lý do tại sao mình thi sân khấu. Rồi cuối cùng mình học sư phạm văn. Cái năm thứ hai mà Yến thi sư phạm á, thì lúc đó Yến vẫn thi sân khấu lại. Nhưng mà mẹ nói là bây giờ cứ thi sân khấu á, lỡ rớt thì lại long bông. Cho nên là mẹ muốn Yến thi sư phạm nữa, thi một cái ngành nào khác. Xong rồi lúc đó thì Yến chỉ biết thi sư phạm văn thôi. Tại vì ngày xưa là Yến học văn tốt nhất, cho nên là Yến thi sư phạm văn. Ok, bạn sẽ hiểu cảm giác là Yến muốn nói cho mọi người nghe là Yến đã muốn thi sân khấu từ lúc Yến học lớp 5. Lớp 5 là học cấp 1 á, Yến đã rất là mê sân khấu. Yến học giỏi văn tại vì Yến muốn thi sân khấu. Trong cái ngành sân khấu thì văn chỉ là một cái môn rất là phụ thôi. Ngoài ra thì rất là nhiều thứ khác nữa.
Nhưng mà Yến đã cố gắng học văn tại vì Yến nghĩ là văn là một trong những cái môn quan trọng để thi. Nên là rất là cố gắng và mọi người nghĩ coi. Mọi người chỉ nuôi ước mơ tầm 4-5 năm nhưng mà Yến nuôi ước mơ từ lúc Yến 11 tuổi tới khi Yến 19 tuổi, Yến mới thi đại học. Thì mọi người phải hiểu là tầm 7-8 năm trời nuôi một cái ước mơ và rất là cố gắng vì cái ước mơ đó. Nhưng mà thi rớt. Thi rớt thì sao? Yến hụt hẫng đến độ là Yến đã đi về buồn quá, xong rồi Yến đã nghĩ đến việc tự tử. Yến có uống dầu gió để tự tử nhưng mà may quá không có chết. Nói chung là Yến chết thì Yến cũng không ngồi đây đâu. Bây giờ nghĩ lại thì nghĩ là hồi đó lỡ mình chết thì mình ngu thật sự. Tại vì mình chết rồi thì tất cả những thứ mà mình muốn làm sẽ không có làm được nữa. Bạn muốn làm cái gì cũng được hết đó, nhưng mà với điều kiện là bạn phải có sức khỏe và bạn phải còn sống. Xong rồi năm thứ hai Yến thi đại học sư phạm, Yến đi đại học Sài Gòn khoa sư phạm ngữ văn. Yến cũng đi ôn nhưng mà Yến đậu. Lúc đấy Yến cũng có tiền đóng tiền học đâu mọi người. Yến không có tiền đóng tiền nhập học. Lúc đó Yến đi làm, Yến nhớ chính xác là Yến đi làm BG. Và Yến, tại vì Yến có giọng á, cho nên là Yến được làm MC. Lúc mà đứng phát sampling và chơi trò chơi á thì Yến là MC. Tiền của Yến là Yến nhớ là sau khi mà trường trả này hết thì Yến còn lại được 550. Nhưng mà cái hôm đó là hôm cuối cùng mình làm hồ sơ nhập học và phải đóng tận 570. Yến có tiền. Mà hôm đó nếu mà Yến không nhập học thì Yến sẽ bị rớt. Yến không phải là bị rớt mà Yến sẽ không được đi học. Rồi Yến lại lông bông một năm nữa. Xong rồi mình có gọi điện nhờ người này người kia cho mình mượn tiền. Nhưng mà mình ngừng không có được 100.000. Thế là mình ngồi giữa sân trường mình khóc hung hung tại vì bị tủi thân á. Khi mà mọi người được ở dưới quê được cha mẹ dẫn lên Sài Gòn đi học. Còn trong khi đó thì mình là dân Sài Gòn. Nhưng mà mình lại không có tiền để đi học. Xong rồi thì ngồi khóc. Cái có một cô người miền Trung, cô đó hỏi sao Yến có nói. Thế là cô kêu con cô ra mua cho Yến một chai nước và cho tiền Yến đóng tiền học. Tại sao mà Yến làm son? Yến nhớ là năm nhất đại học á, năm nhất đại học là Yến không hề đi học luôn. Năm nhất là nếu mà mọi người hỏi những cái bạn học chung với Yến thì bạn sẽ không biết Yến luôn á. Yến không có đi học, Yến ghét cái ngành đó lắm. Tại vì Yến rất là mê sân khấu, Yến không có chấp nhận được cái việc là mình cứ phải ngồi ở trong một cái lớp học, ngồi im đó học. Đáng lý ra là mình phải được múa may này kia, giống như là mình học sân khấu vậy. Nhưng mà ok là Yến vẫn phải học. Xong rồi sau đó thì năm nhất á, là Yến bắt đầu chơi với cái việc bán giày. Yến nhớ không lầm là lần trước Yến có kể cho mọi người nghe về cái quá trình bán giày rồi. Xong rồi lúc Yến bán giày được năm thứ hai á thì giày, tất cả giày của Yến, nếu mà Yến bán được hết tất cả các giày mà Yến đang có thì Yến sẽ có dư khoảng 20 triệu. Nhưng mọi người phải hiểu là những cái mẫu giày nó đã cũ rồi, nó đã qua đợt, qua thời rồi, thì không thể nào mà bán được nữa. Cho nên là Yến là lâm vào cái đường là không có tiền. Em Yến thì chuẩn bị lên lớp 12, mà để nó lên lớp 12 thì nó cần phải có tiền đi học thêm. Mẹ lúc đó thì mẹ đi làm lao công cho một cái trạm thú y. Anh hai thì lúc đó cũng đi làm cho trạm thú y. Mình đứng trước tình cảnh là Yến biết là Yến là con gái thôi, nhưng mà Yến được một cái là Yến có tính đàn ông. Yến rất đàn ông á. Yến cảm thấy là xung quanh mình mà gia đình mình khổ mà mình không làm được gì thì mình sẽ không chịu được. Thế là Yến lên mạng để coi là làm gì bây giờ. Thì Yến tự nhiên thấy là lúc đó thời kỳ mà son handmade ra đời á, ra đời cũng phải được một năm rồi đó. Yến thấy là các bạn bán son handmade á, các bạn khoe tiền, khoe vàng, khoe dòng, khoe rất là nhiều thứ, những cái thứ mà gọi là Yến cũng nằm mơ, không có tiền để mua được luôn á. Xong rồi sau đó thì Yến mới nghĩ là tại sao mọi người làm được mà mình không có làm được. Thế là Yến đi mượn tiền bạn. Mọi người hiểu là nếu mà Yến bán hết giày thì Yến sẽ có được khoảng 20 triệu. Nhưng mà lúc đó Yến không bán được luôn á. Làm đủ mọi cách, viết đủ thể loại bài, viết hết nhưng mà vẫn không có bán được. Xong rồi Yến mượn tiền bạn Yến. Mượn 200 ngàn để làm vốn đầu tiên á. Xong rồi Yến mua nguyên liệu về làm. Thì cứ đi lên trên mạng coi chỗ nào bán thì mua thôi. Xong Yến mua nguyên liệu về làm. Nhưng mọi người biết là 200 ngàn đó không thành công, không làm được luôn. Xong rồi Yến được một cái may mắn là nhà mình rất nghèo nhưng mà xung quanh mình rất là nhiều người, rất là nhiều bạn bè, rất là nhiều người tốt xuất hiện để mình có thể giúp cho mình á. Xong Yến lại mượn bạn Yến tiếp. Yến lại nói là tao lần trước tao đã làm hư rồi, mày cho tao mượn thêm được không?
Thế là bạn Yến cho Yến mượn thêm 180 nữa. Mọi người phải hiểu là bạn bè của Yến không phải là những đứa giàu để có thể cho Yến mượn được nhiều tiền. Bạn bè Yến toàn là những đứa rất là khó khăn không à. Nó không khó khăn như Yến thôi, nhưng mà tụi nó không có giàu có gì đâu. Xong rồi thì bạn Yến cho Yến mượn 180.000 nữa để Yến mua về Yến làm. Nhưng mà lần này trước khi làm á, thì Yến có đi hỏi một cái bạn, bạn đăng ở trên Zalo á, cái thỏi son mà bác làm được. Xong rồi Yến mới hỏi, thì bạn đó mới chỉ cho Yến cách làm. Thế là Yến có làm theo. Lần đầu tiên Yến làm là Yến bán được 40.000 cho cái thỏi son đó. 40.000 đó nó kiếm được trong rất là vui mừng, mọi người hiểu không? Mặc dù là Yến đã bỏ ra khoảng 380.000 rồi, nhưng mà bây giờ lần đầu tiên mình kiếm được từ cái công việc mà mình tự mày mò, tự cố gắng, nó vui lắm. Nó vui lắm luôn á. Xong rồi sau đó thì một tuần thì Yến bán được khoảng 100.000, 120. Yến nhớ là lần đầu tiên có một bạn mua 300.000 tiền son. Yến đã rất là mừng và nói chung là vui, vui khủng khiếp luôn. Xong rồi sau đó thì khi mà bán được vài thỏi xong rồi Yến nghĩ là bây giờ Yến cứ bán như vậy hoài thì sẽ không có bán được. Cái là Yến đi mượn nợ. Yến đi mượn 20 triệu và Yến mượn hai chỗ. Cứ 1 triệu thì Yến sẽ trả, 10 triệu thì Yến sẽ trả 1 triệu tiền lời. Mọi người biết là lúc đó Yến mượn gọi là kiểu vay nóng á, dạng vay nóng mà ai cho vay nóng thì mọi người biết. Ok, Yến sẽ đứng ở cái giữa. Tại sao Yến làm cái việc đó? Tại vì cái lúc đó là em Yến nó cần tiền để đi học thêm, để có thể thi đậu đại học. Mẹ Yến cũng cần tiền tại vì mẹ Yến rất là nhiều bệnh. Anh hai Yến làm lương không có bao nhiêu hết, phải trả tiền nhà trọ, phải rất là nhiều thứ. Cho nên là Yến đã quyết định chơi một cái canh, đó là ok, nếu bây giờ Yến mượn tiền Yến làm, nếu mà Yến thành công á thì nhà Yến sẽ đổi đời. Còn nếu mà Yến thất bại thì không sao. Ngày xưa là nhà Yến đã từng một lần nghĩ đến việc là cả gia đình sẽ uống thuốc chuột tự tử. Nên bây giờ nếu Yến thất bại thì ok, một mình Yến chết cũng được. Yến đã nghĩ tới việc là mình sẽ làm thế nào để chết khi mà mình thất bại. Yến nghĩ là ok, là Yến sẽ đi nhảy cầu. Đó là cái giải pháp đơn giản, không đau đớn, không tốn kém. Mình chỉ cần đứng trên một cái cầu nhảy xuống cái tẩm. Mình chắc là sẽ bị đau đớn vài phút thôi, nhưng rồi mình cũng sẽ chết. Rồi lúc mà chết á, thì trước khi chết Yến sẽ để lại một cái lá thư, là nếu mà Yến chết á, tiền phúng điếu này kia á, thì mẹ, cả nhà hãy dùng cái tiền đó để làm vốn làm ăn. Thực ra là một mình cho cả nhà thì nó không là vấn đề gì cả. Yến đã từng nghĩ như vậy. Đến bây giờ Yến vẫn sẽ nghĩ là ok, nếu một mình Yến cực mà nhà Yến xuống thì cũng không là vấn đề gì cả. Tại vì một mình cực nhưng mà nhiều người vui là được. Tại vì Yến rất là thương nhà Yến. Yến rất là thương lắm. Đó, Yến đã nghĩ như vậy nên Yến quyết định đi mượn nợ. Tại vì nếu mà Yến không mượn á thì nhà Yến sẽ sống mãi trong cái guồng nghèo khổ, nghèo lắm. Mẹ nhập viện không có tiền lo. 100.000 để đi lấy giấy số cũng không có. 20.000 để đóng tiền nhập học cũng không có tìm ra. Mà cứ như vậy hoài. Nếu mà Yến có đi học 4 năm đại học đi nữa, Yến đi làm giáo viên. Mọi người phải hiểu là nếu mà làm giáo viên thì lương chỉ có khoảng 3 triệu cho một cái khởi điểm thôi. Thì làm sao mà đủ được. Rồi em Yến cũng sẽ không có tương lai, sẽ dở dang. Anh Yến thì cũng sẽ mãi ở trong cái công việc chẳng lương là bao nhiêu hết. Xong rồi ok, làm. Yến quyết định làm. Ok, Yến quyết định làm. Lúc mà Yến làm á, mọi người biết là Yến mượn 20 triệu đó về. Yến chạy dọc đường á. Hồi đó Yến không có xe máy đâu mọi người. Xe là Yến mượn của dì và xe hư hết rồi. Xe quay Trung Quốc á, hư hết rồi. Yến cứ chạy một đoạn là Yến sẽ dừng lại rờ cái túi, xem á là tiền còn trong cái túi đó không. Tại mình mà sợ mất đến mức như vậy đúng không. Cái rồi Yến cầm 20 triệu đó. Yến chi 50.000 Yến cũng ghi ra là Yến đã chi cho việc gì. 30.000 cũng phải ghi ra là tại sao mình phải chi và chi cho việc gì. Yến đã mua khuôn son bây giờ. Hồi xưa là cái khuôn đá thì không phải là khuôn inox như bây giờ đâu. Yến mua khuôn, mua nguyên liệu, mua rất là nhiều thứ về làm. Và mọi người biết không, Yến làm không được. Yến làm Yến không có rút thỏi son ra được. Hồi xưa là Yến không làm bằng máy như bây giờ đâu. Ngày xưa là mình sẽ chân kích thủy á. Yến làm không được. Có những lúc mà mình làm mình mệt. Hồi xưa Yến ốm, bây giờ chắc cỡ 10 kg á.
mình mệt đến độ mà mình không chịu nổi nữa, mình đá đồ xong mình đi ra ngoài đường á, mình khóc. Tại vì mình rất là sợ là mình ngồi trong nhà lỡ mình khóc thì mẹ nhìn thấy mẹ buồn. Tôi rất là sợ. Mọi người phải hiểu là dù bạn có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng mà bạn đứng giữa cái việc thất bại và thành công á, cái ranh giới giữa việc là bạn hoặc là thất bại, hoặc là bạn phải thành công, hoặc là bạn chết, hoặc là bạn sống, thì mọi người sẽ rất là dễ hoảng loạn. Xong rồi Yến đi ra ngoài. Có những tối lúc mà mọi người đã ngủ hết rồi thì Yến ngồi trong nhà không biết phải làm sao hết á. Nửa đêm á, mình đi ra ngoài chỉ biết nhìn lên trời, xong rồi than trời trách đất là tại sao cuộc sống lại khó khăn với mình như vậy. Tại sao mình cũng than như mọi người từng than như bây giờ vậy đó. Tại sao ba mình không còn sống, tại sao mình không được sinh ra trong một gia đình khá giả, tại sao ba mình không đỡ đần, tại sao mình không hề có một người đàn ông nào kế bên để có thể giúp mình hết. Chứ Yến không nghĩ, lúc đó không hề có sức mạnh gì để nghĩ là tại sao mình không có bồ đâu. Mình chỉ nghĩ là tại sao mình không hề có được ba như những người khác để có thể giúp đỡ mình. Xong rồi cứ ngồi lên trời, nhìn lên trời trách đã, xong rồi khóc, khóc đã, xong rồi vô làm tiếp. Tại vì mình không thể nào than trời trách đất mãi và dừng lại. Việc than vãn chỉ làm cho mình vơi bớt đau khổ lúc đó thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho mình bi lụy nếu mình cứ tiếp tục như vậy hoài. Làm tiếp. Xong rồi Yến làm được. Yến đã bắt đầu làm được ở việc là đổ vô cái khuôn đó và rút ra được. Nhưng mà xong rồi sau đó thì Yến sẽ bán không được. Tại vì Yến mới ra, Yến chỉ bán được những cái bạn nào biết Yến trên Facebook thôi. Nhưng mà Yến chỉ bán được cho những cái bạn biết Yến trên Facebook và không phải là người quen. Bạn bè trên lớp đại học thì có mua, nhưng đa phần là người ta sẽ không mua. Khách hàng đầu tiên của mình á sẽ là người lạ đó mọi người. Xong rồi Yến đi tìm hiểu là tại sao những cái người khác người ta bán được mà Yến không bán được. Thì Yến nhìn thấy là người ta bán được là tại vì người ta có tương tác rất là cao. Người ta hay làm mấy cái clip này kia kia nọ để câu tương tác. Nhưng mà Yến không biết phải làm sao để câu tương tác hết á. Thế là Yến cũng bắt đầu vào cái việc hành trình gọi là làm clip nhảm. Làm clip nhảm, làm clip xàm, là bla 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 các thứ để gây sự chú ý thôi. Xong rồi lần đó Yến nhớ không lầm là cái clip mà đưa tay chạm rốn á, tự nhiên nổi, tự nhiên được đăng lên trang hai đồ thì phải. Xong rồi nhiều người biết Yến hơn. Trong 1.000 người biết Yến thì có khoảng 800 người chửi, khoảng 200 người kiểu là bắt đầu thích mình. Thì Yến bắt đầu bán được, Yến bắt đầu bỏ sỉ được. Đó. Hồi đó Yến không biết làm sao mình bán được đâu. Yến phải cứ cố gắng. Xong rồi Yến bắt đầu thấy là à, nếu mà mình làm clip nhảm á thì mình sẽ bán được. Thế là Yến bắt đầu ra nhiều clip nhảm hơn. Bây giờ mình coi lại mình còn cảm thấy tự mắc cười. Nó mắc cười cho cái sự ngây ngô và không biết xấu hổ và tự trọng như Yến không á. Yến nói thật á, vốn dĩ là mọi người có thể thấy Yến rất nhoi, Yến rất nhây, nhưng Yến là một đứa rất tự trọng, rất tự trọng và rất coi trọng đạo đức của một con người. Một phần là vì mẹ Yến giáo dục rất tốt, phần thứ hai nữa là Yến học trong ngành giáo dục. Nếu Yến đi làm thì Yến sẽ làm cô giáo mà. Mọi người không biết là Yến đi học bị thầy cô nói, bạn bè chỉ trỏ. Những đứa trước mặt Yến thì sẽ không dám nói, Yến đảm bảo, tại vì Yến rất dữ. Nhưng mà những cái bạn mà không ấy thì người ta sẽ nói sau lưng. Cô Yến cũng có nói là mày học sư phạm mà tại sao mày làm mấy cái clip gì thấy ghê vậy? Có buồn không? Rất buồn. Yến từng nói với một con nhỏ bạn học là tao buồn lắm nhưng mà nếu tao không làm thì tao không có bán được, là tao không có tiền. Yến cứ làm. Mọi người biết là trong tháng đầu tiên á, Yến trả hết nợ. Yến trả dứt điểm 20 triệu đó luôn. Nhưng mà trả xong rồi thì mình chỉ còn được khoảng một vài thỏi son thôi. Có nghĩa là một vài thỏi son thôi để có thể làm vốn tiếp tục. Thì mình cứ từ vài thỏi son, từ vài chục ngàn, vài trăm ngàn đó, mình cứ làm từ từ. Sẽ có rất là nhiều khó khăn xuất hiện. Yến làm son bị hư. Rồi rất là nhiều thứ. Rất là nhiều thứ xảy ra, nhưng mà mọi người hiểu là để có một chỗ đứng thật sự khi mà bạn không có tiền, khi mà bạn không có
địa vị khi mà bạn không có gia thế, nhất là bạn không có sự ảnh hưởng nữa, thì lúc đó bạn phải làm mọi cách để bạn có thể đi lên. Thế là Yến cứ làm liếc nhảm, làm hài nhảm, làm rất là nhiều thứ, làm trong cái sự gọi là thị phi dòm ngó, không phải là trường lớp nói không đâu mọi người, cả hàng xóm cũng nói, cả họ hàng, có nhiều người cũng nói Yến là thế này thế nọ, nhưng mà chấp nhận thôi, tại vì Yến muốn có tiền mà, Yến muốn phụ giúp gia đình mà, người ta đâu có nuôi mình đâu, Yến nghĩ vậy, người ta không nuôi mình, cho nên là nếu mình vì họ mà mình dừng lại cái mục đích của mình á thì mình ngu. Xong rồi cứ làm, cứ làm clip một thời gian á thì bắt đầu gầy được chi nhánh thủy trước, xong rồi chi nhánh, xong rồi tới đại lý, xong rồi rất là nhiều thứ. Mình đi từ việc là trả nợ xong thì mình dư. Yến nhớ là năm đầu tiên Yến làm là khoảng 7 tháng á, Yến dư không có nhiều đâu mọi người, 7 tháng mà Yến dư được khoảng mấy chục triệu á, không nhiều đâu, mấy chục triệu á, như là 30-40 triệu vậy thôi. Nhưng mà việc đầu tiên Yến nhìn thấy đó là có con mon, lúc đó là Yến mua con mon về nuôi, thì con mon mập lên. Xong rồi sau đó thì Yến có con mon xong thì Yến bắt đầu kiểu là lo được cho mẹ. Mẹ không phải lo nhiều đâu, nhưng mà nếu mà mẹ bệnh á thì Yến vẫn có tiền cho mẹ đi mua thuốc uống. Yến vẫn có thể đóng tiền nhà phụ, Yến chỉ phụ thôi, phụ anh hai đóng tiền nhà. Đó, làm được những việc như vậy. Xong rồi sau đó thì một thời gian thì Yến bắt đầu biết được nhiều hơn, biết đến nhiều. Mấy chục cho 7 tháng, và mọi người phải biết là thời điểm đó Yến không mập như bây giờ, bây giờ là rất mập. Thời điểm đó Yến ốm lắm, ốm hơn bây giờ cỡ 10 kg, ốm lắm. Nhưng mà mọi người biết là thức đêm thức hôm, không ngủ nghỉ gì hết, người như một bộ xương, lười lúc nào cũng dính đầy màu, đầy hết. Xong rồi dư được mấy chục triệu thì thật sự nó không nhiều đâu mọi người. Xong rồi đó, Yến cứ làm từ từ. Tới bây giờ xong rồi Yến làm được 3 năm á thì Yến mua được cái nhà hiện tại. Không giỏi giang gì đâu mọi người, Yến nghĩ là Yến không có giỏi. Yến nghĩ là Yến không giỏi, Yến nhắc lại là Yến không có giỏi. Không giỏi một chút xíu nào hết. Tất cả những thứ Yến làm được là bằng sự cố gắng. Yến muốn nói như vậy tại vì Yến nói là tất cả các bạn subscribe Yến trên YouTube, tất cả các bạn follow Yến trên Facebook và trên page của Yến, tất cả các bạn đều có thể làm được nếu mà bạn muốn và bạn làm hết mình, sống chết hết mình vì mục tiêu của bạn nha. Tất cả bạn đều sẽ làm được. Bạn sẽ nói là tại sao bạn cũng cố gắng hết sức rồi, bạn cũng sống chết với nó, bạn vẫn không làm được. Ừ thì Yến cũng đã như vậy. Tới cái ngành sân khấu của Yến, Yến thi liên tục 4 năm, mẹ Yến biết, mẹ Yến xé hồ sơ, Yến vẫn nhờ bạn Yến đi mua hồ sơ, nhờ bạn Yến đi nộp giùm. Yến vẫn sống chết với cái ngành đó, nhưng mà Yến vẫn rớt. Mọi người hiểu vấn đề nằm ở chỗ đó. Rồi Yến chỉ muốn nói cho mọi người hiểu là nếu mà bạn trên bước đường bạn đi, bạn làm mọi thứ bạn vẫn không thành công, thì hãy xem lại là bạn đã cố gắng như thế nào, cách làm của bạn có cần thay đổi hay không. Và thay đổi thì phải làm như thế nào, hãy xem những người đi trước, hãy xem những người làm trước để mình biết cách mình làm theo. Hồi đó Yến đặt mục tiêu là Yến cần 50.000 người theo dõi. Yến cần 50.000 người theo dõi, cho nên là Yến đã làm mọi cách. Mỗi ngày Yến đều đếm follow để xem là mình tăng bao nhiêu người theo dõi. Tất cả các bình luận trên tất cả các trang mạng xã hội, ngày xưa nha, bây giờ Yến còn thời gian để đọc nữa. Hồi xưa người ta chửi Yến bao nhiêu, chửi như thế nào Yến đều đọc hết. Có thời điểm là Yến đọc người ta chửi Yến nhiều quá vì những cái clip xàm như cứt luôn á. Cái Yến ngồi khóc, cái mẹ nói là sao phải khóc. Cái Yến nói là tự nhiên người ta chửi mà đâu có làm gì người ta đâu. Cái nhà bây giờ Yến đang ở là nhà của Yến mua á. Cái Yến nói là nhưng mà con đâu làm gì người ta đâu. Sao mẹ Yến nói là người ta chửi vậy nhưng mà con có làm ra tiền không? Yến đâu có. Ừ vậy tại sao phải khóc? Không có việc gì phải khóc. Ok vậy thì không cần khóc nữa. Ngoài đường mình trên cảm tinh thần là nếu bạn không làm sai với những chuẩn mực của xã hội, bạn không đi ngược lại với đạo đức của xã hội, bạn không làm việc xấu, thì người ngoài đời chửi bạn như thế nào không quan trọng bằng cảm giác của bạn nhìn thấy bạn như thế nào. Người ta sẽ chà đạp bạn á, trên tinh thần là bạn làm gì thì xã hội cũng sẽ chà đạp bạn. Đó là ngày xưa, bây giờ mọi người thương lắm. Bạn làm gì á
Trên bước đường bạn đi sẽ rất nhiều người đạp bạn cho bạn ngã, đạp bạn cho bạn té, nhưng mà bạn muốn đứng lên đi tiếp hay là bạn muốn gục luôn, đó là lựa chọn của bạn. Ok, là Yến vẫn tiếp tục cố gắng, Yến vẫn tiếp tục để mình có thể tốt hơn. Thì 4 năm đại học, 4 năm học sư phạm của Yến là Yến bỏ tiền ra học. Yến bỏ tiền đi học không đóng tiền, nhưng mà chi phí từ hóc môn lên quận 5 thì nó không có ít. Chi phí mua tài liệu này kia không có ít, chi phí học lại học lại thể dục nữa. Rồi rất là nhiều, nó không có ít. Nhưng vấn đề là những vấn đề mọi người phải hiểu là mình chỉ cần làm đúng với bản thân mình là đủ. Xong, Yến được nghe bây giờ Yến, nhà của Yến thì không giàu như nhà nhiều bạn làm chủ một cái hãng mỹ phẩm đâu. Tại vì Yến làm son không có lời những cái bạn đó đâu, thật sự. Nhưng mà Yến hài lòng á. Tại vì Yến cảm thấy là Yến cần một cuộc sống bình an hơn là sân si, đấu đá, tranh giành, chửi bới, thị phi đó. Rồi tại sao mà Yến làm cái livestream này và Yến làm cái series này? Tại vì Yến rất là tại sao Yến làm những cái này? Tại vì Yến biết là có rất là nhiều bạn trước Yến, sau Yến, trong cái giai đoạn từ 18 tới khoảng 28, 29 á, thì các bạn rất là dễ bị chênh vênh, không xác định được rất là nhiều thứ không thể định được, và các bạn rất là dễ bị bế tắc. Nên Yến chỉ hy vọng là Yến kể cho mọi người nghe chuyện của Yến để mọi người có thể mạnh mẽ hơn, vượt qua hết tất cả những thứ ngoài kia để có thể đứng lên, đứng vững, đứng thẳng. Mình không cần đi nhanh như mọi người, nhưng mình hãy đi chậm và hãy đi chắc. Yến đã tốt nghiệp sư phạm rồi, Yến chưa lấy bằng, Yến mới vừa nộp hồ sơ để tháng 7 thì lấy bằng. Xong rồi sau đó thì Yến sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ. Mọi người có thể nhìn thấy là Yến đã đi qua một cái hành trình rất là đen tối, từ tuổi thơ, từ rất là nhiều thứ, đến tận bây giờ Yến vẫn còn rất là ám ảnh với bóng tối. Yến siêu sợ bóng tối luôn, cứ thả Yến vô chỗ tối. Ngày xưa Yến hay đi làm mẫu ảnh, mấy chú hay kêu Yến khóc, tại vì mỗi lần mấy chú quăng Yến vô bóng tối, mấy chú tắt đèn cái bụp là Yến sợ lắm, sợ quá. Cho nên là Yến rớt nước mắt liền, cứ mỗi lần mà quăng Yến vô bóng tối là Yến sợ khủng khiếp luôn á. Thì là Yến sẽ rớt nước mắt liền. Thì đó là ám ảnh mà Yến nghĩ là Yến phải nhận sâu tất cả những cái khó khăn của Yến. Ok, nhưng mà mình được rất là nhiều thứ. Mình có thể đi ra ngoài ánh sáng một cách đường đường chính chính. Mình có thể làm mọi thứ mình muốn. Ok, nếu mình không thích vào chỗ tối thì mình không cần phải vào. Mình có thể chủ động tất cả trong tương lai của mình, trong cuộc sống của mình. Dự định của Yến, Yến sẽ cho bạn nghe về dự định của Yến. Yến tốt nghiệp 2 năm thạc sĩ xong, Yến không giống như những bạn khác, Yến cảm thấy những bạn lập gia đình rất tuyệt vời. Tại vì các bạn có thể hy sinh vì cái gì đó, hy sinh vì một người đàn ông, hy sinh vì một đứa nhỏ, nhưng mà Yến tới bây giờ vẫn chưa làm được. Yến học 2 năm thạc sĩ xong thì Yến sẽ đi du học 3 năm nữa, Yến mới trở về lận. Và 3 năm đó thì Yến sẽ đi học về mỹ phẩm ở bên nước ngoài, để gầy cho cái công ty của Yến lớn và mạnh hơn nữa. Yến chỉ hy vọng là nếu mà bạn đang bế tắc vì bạn làm mãi mà không thành công thì hãy nghe chuyện của Yến. Ok, nếu mà bạn sinh ra trong một gia đình quá khó khăn, bạn không có điều kiện để làm thì cũng hãy nghe chuyện của Yến. Vì Yến nghĩ là nếu mà nói là ghê gớm nhất thì không phải, nhưng mà nếu mà nói là nó rất tệ thì thật sự là nó tệ hơn cả những tệ nữa. Nhưng mà bây giờ những thứ mình có, Yến cảm thấy nó rất là nhiều, mà đến bây giờ Yến vẫn chưa bao giờ mà nghĩ là mình có thể được nhiều như vậy luôn á. Yến có một cái nhà, Yến có một gia đình rất là vui, rất là hạnh phúc. Và cái gia đình của Yến lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, lúc nào cũng thoải mái, mọi người có thể nói với nhau mọi thứ. Yến có một cách sống mà Yến luôn muốn Yến phải duy trì việc đó, là trong gia đình nếu mà mọi người cãi nhau, tất nhiên là sẽ có cãi nhau giữa anh em, giữa mẹ con. Nhưng mà mỗi khi cãi nhau, ví dụ Yến với anh Yến cãi nhau, anh Yến nói là mày sai rồi, dù lúc đó Yến có đang rất giận, Yến có cảm thấy là Yến không sai thì Yến vẫn sẽ xin lỗi. Tại vì sao? Tại vì người trong gia đình sẽ là người không bao giờ bỏ mình, người trong gia đình sẽ là người đi cùng với mình suốt cả cuộc đời này, tới khi nào mà người ta không còn nữa. Nhưng mà người ngoài xã hội sẽ là những người nói tốt với mình, và cũng sẽ là người đạp mình rất nhanh. Rất là nhiều người nói Yến nhiều lắm, đến tận bây giờ Yến biết rất là nhiều bạn anti Yến, nhưng mà Yến cảm thấy không vấn đề gì cả. Tại vì ok, dễ dàng gì mình đi được tới đây đâu mà phải ngại những cái lời anti đó nữa. Rất là nhiều. Yến sẽ hồi đó mẹ Yến đi ngang qua một cái người phụ nữ, mẹ Yến về mà kể trong nước mắt á. Mẹ Yến đi ngang qua một cái bà đó, bà bán đồ inox ngoài đường thôi. Mẹ Yến đi ngang qua, cái bà lấy tay bà phủi người bà, xong rồi bà phủi mũi bà như vậy nè. Bà nói là mẹ Yến hôi quá,
Mai mốt bà đi ngay chỗ khác, bà đi ngay chỗ khác đi, bà đừng có đi ngang qua này nữa, người bà hôi quá. Xong mẹ về mẹ kể cho Yến nghe, mà mẹ kể trong nước mắt á, kiểu là mẹ đâu có làm gì đâu, bà kêu mẹ hôi. Đi bán cực khổ thì người ra mồ hôi thôi, kiểu kiểu kể rất ấm ức. Lúc đó những cái lúc đó Yến đã cảm thấy là tại sao mình không cho mẹ được. Yến chưa bao Yến có than vãn, Yến có rất nhiều lần trách mẹ mình là tại sao mẹ mình lại không giàu như những người phụ nữ khác, mẹ mình lại không được như những người mẹ khác. Nhưng mà sau này khi mà nhìn lại thì Yến rất thương mẹ Yến, tại vì Yến đã nhìn thấy là tại sao mình không được như những người con khác cho mẹ mình, cho gia đình một cuộc sống tốt. Vậy cho nên là trước khi mình trách trách cứ xung quanh thì hãy nghĩ về bản thân, hãy hãy trách bản thân mình là tại sao mình không thể tốt hơn. Đó. Livestream này sẽ được xóa đó. Yến sẽ up phần 3 trên YouTube của Yến. Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi, đã luôn thương Yến, đã luôn ở bên cạnh Yến và đã luôn đồng hành cùng Yến. Đến tận bây giờ cái công ty của Yến vẫn chưa chi đồng nào cho quảng cáo, vẫn chưa mời PR, vẫn chưa gì hết. Vẫn cảm thấy rất vui. Vì 3 năm thành lập công ty, 4 năm cho ra đời, mọi thứ vẫn đẹp, vẫn đi lên, vẫn ổn, vẫn dễ thương. Yến vẫn vui. Mọi người Yến nghĩ là cũng sẽ vui. Mọi người sẽ thấy là Yến rất hay cười nhưng mà Yến rất dễ xúc động á. Dễ xúc động lắm, rất dễ xúc động. Điều mà Yến buồn nhất cho tới hiện tại á là Yến chưa báo hiếu cho ba được ngày nào thì ba mất mất tiêu rồi. Ba mất lúc mình chưa làm ra tiền, thật ra làm ra tiền nhưng mà không đủ lo cho ba. Mấy cái ngày mà mọi người hay gọi là ngày gia đình, đó là ngày của ba. Thì tất nhiên là mình vẫn có gia đình mà, nhưng mà nó không có trọn vẹn, tại vì mình vẫn hay nghĩ là mình làm được bao nhiêu hay là nhiều như thế nào thì chung quy thì mình cũng chỉ cần niềm vui thôi. Nên là nếu mà ba còn thì nó sẽ vui hơn, nhưng mà ba mất rồi. Ba ấy nó mất từ 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 năm Yến 19 tuổi, lúc đấy mới tốt nghiệp đại học xong và Yến vừa biết kết quả thi sân khấu rớt. À, lúc mà Yến vừa biết kết quả là Yến thi sân khấu rớt xong thì ba ấy mất. Mọi thứ tệ lắm, rất tệ 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 lắm. Vừa thất vọng khi mà có kết quả đại học, ba vừa mất, mọi thứ chẳng đâu vào đâu á. Nhưng mà bây giờ cũng qua rồi. Yến biết nữa nhưng mà Yến không biết, Yến cảm thấy là Yến không làm gì sai nhưng mà Yến vẫn rất là buồn. Nhưng mà không sao, Yến như thấy là mọi người nếu mà bạn đang bế tắc hay đang quá buồn thì cứ làm đi. Thành công hay thất bại á, nó nằm ở ý chí nhiều lắm. Nếu có thất bại thì sau này cũng sẽ có chuyện để kể cho con cháu nghe. Nếu mình không có con cháu thì mình sẽ kể cho bạn bè mình nghe. Mình cũng không có bạn bè thì không sao, tuổi già của mình sẽ sống cùng những câu chuyện tuổi trẻ của mình. Mình phải làm thì mình mới có chuyện để nhớ, còn mình không cố gắng thì mình sẽ không có chuyện gì để nhớ đâu. Vậy đó. Vậy thôi chứ nó cũng không có gì ghê gớm đâu. Có khá nhiều bạn hỏi Yến là muốn dùng chuyện của Yến để viết sách và viết truyện á. Yến không đồng ý đâu, tại vì Yến muốn giữ câu chuyện này của mình cho mình, cho những bạn biết Yến. Yến không muốn mình sẽ sao sồi chuyện mình quá, nó thị phi lắm. Thật ra là Yến được một cái là đến bây giờ Yến không oán trách ai hết. Những người đã ghét mình, những người đã cả cái hai cái người mà đã dí đánh Yến ngoài đường, Yến cũng làm cho Yến cảm thấy bị ám ảnh bóng tối, Yến cũng không ghét họ. Tất cả những gì mà chúng ta làm thì chúng ta phải nhận. Tất cả những gì chúng ta phải gặp trong cuộc đời này đều là những thứ mà mình phải gặp. Vậy đó. Vậy thôi.
Bây giờ mình oán hận để làm gì? Tất cả thế giới này, tất cả mọi người sẽ mù nếu như mà lấy mắt đền mắt, đúng không? Cho nên là mình cứ lạc quan thôi. Ai oán hận sân si thì cứ oán hận sân si, còn mình cứ lạc quan thì cứ lạc quan thôi. Đó là những gì mà Yến đã học được sau tất cả những thứ mà Yến đã đi qua. Đó, điều đó. Nếu mình muốn lạc quan thì cứ lạc quan thôi. Có bực tức thì hãy trong giây lát, đừng quá 10 phút rồi quên. Cảm ơn mọi người thì đã xem tới đây. Bye bye. Yến sẽ xóa livestream vậy đó. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi series này, và đây cũng là phần cuối của series rồi. Lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn theo dõi Yến. Chào mọi người.